Đây là vườn cây sầu riêng hơn 3 năm tuổi. Bạn thấy đậu trái không? À, năm nay là năm đầu tiên làm bông. Trời nó nắng quá. Nói chung là cây hơi nhỏ nhưng mà sẽ là đây. Chúng ta sẽ để trái theo cái cành của nó ha. Chẳng hạn cái cành này lấy 3-4 quả là chuyện bình thường. Cái cây này là nếu mà thực sự một cây này chúng ta có thể kiếm được hơn chục trái. Nếu mà nhìn thấy cái dàn cành chúng ta nó đủ sức để mà mang trái rồi thì chẳng có tội gì mà không lấy hết. Ít nhiều thì chúng ta cũng phải lấy để làm gì ạ? Có cái tiền mà tiếp tục chăm sóc. Thực sự là bây giờ nếu mà một gia đình bình thường mà bỏ ra vốn rồi đất đai này kia, chúng ta chăm sóc sầu riêng mà đợi cho 3-4 năm sau chúng ta mới ấy được là một công việc không phải đơn giản đâu cô chú anh chị. Chi phí tiền công cán, nên là giờ mà làm sầu riêng mà đầu tư trắng vào thì ít nhất là gia đình phải có nguồn thu nhập phụ, chẳng hạn nếu có cao su hay có công việc gì ổn định đó để có tiền đó, hoặc là chúng ta phải có nguồn vốn để mà chăm sóc. Chứ em đi nhiều em thấy làm càng làm càng cái nhiều cái vấn đề xảy ra, mà đang làm chăm sóc mà cụt vốn thì sao, thì làm gì mà chúng ta gỡ lại được, hoặc là chúng ta không có vốn để đầu tư thì thay vì 3-4 năm chúng ta có trái lại thì chúng ta phải chờ đến 5-6 năm, thậm chí là cái tỷ lệ mà chết chóc này kia nó cao lắm. Wow. Giờ là hơn 11 giờ rồi. Nó nắng quá luôn. Mấy hôm nay ngày nào cũng đi dãi nắng. Về là bơ phờ thôi. Đây, trái. Cái trái này bây giờ là đang trong giai đoạn rụng sinh lý lần 2 nhá. Cô chú anh chị sẽ nhìn thấy trong một cái chùm này. Thực tế cái chùm này nó chỉ đậu lại được khoảng 2-3 trái thôi à. Đó. Thì trong này ấy, thì đến được khoảng 2/3 số trái này là sẽ là những trái méo, trái nhỏ, là cạnh tranh dinh dưỡng không được này. Rồi nó sẽ bị méo do nó giật không nổi được mấy cái thằng lớn. Chẳng hạn hai trái này. Hai trái này thì trái một bên cạnh cùng sổ như nhau, những trái kia sẽ bị méo bởi vì nó sẽ cạnh tranh thua cái ông lớn này. Ông lớn này là ông sẽ tròn và ông sẽ lớn. Độ lớn trái nó cao hơn. Đối với cây thái nên là thực sự là nếu mà trên một cành này mà có sổ 2-3 cỗ ấy, thì những cái cỗ đầu tiên nếu nó đậu thì những cái cỗ sau sẽ bị giật rất là kinh khủng. Và càng cây càng tơ ấy, thì nó càng giật càng mạnh nữa nhá. Ví dụ chùm này cũng thế thôi. Các bạn nhìn thấy không? Mấy cái trái cong cong méo méo này, một là chúng ta sẽ phải đi vặt đi, hai là nó sẽ tự rụng. Thì những cái quả tròn lại chỉ cần chùm này nó chỉ được 2 cái quả tròn thôi là chúng ta giữ nó. Thì đúng ra cái giai đoạn này thì nếu mà ta phải kiềm hãm nó lại, chẳng hạn như bón phân, nếu có bỏ phân hay là phun thì mình sẽ đưa cái lượng kali cao lên một chút để cho cái gì trái nó chạy chậm lại, tránh cái tình trạng mà nó đi nhanh quá thì đâm ra là sức cạnh tranh nó cao hơn. Thì một cây như này mà chúng ta để 10-20 trái là chuyện rất là bình thường. Nếu mà nó không đậu thôi. Chứ còn nó mà đậu thì để 20 trái là bình thường. Mọi người cứ nhìn cái cành này chẳng hạn đâu. Cái cành này ví dụ cành này là vô tư để cái chùm này 2 quả, 3 quả thôi. Cành kia cũng vậy. Chúng ta đến 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đó, 22, 24, 26. Cái này nó có đậu hay không thôi nhá. Chứ còn cũng làm hết sức rồi. Cũng cố gắng hết sức. Chúng tôi cố gắng hết sức. Chứ còn và cây tơ thì chúng ta cố gắng quét phấn. Đây chúng ta nhìn thấy cái cây nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn bình thường. Em cũng chả giấu gì hết. Cái này là lúc mà rất là nhiều anh chị rồi làm không thành lại. Em quay thẳng luôn cái vườn này là trước khi làm bông, tại vì cây tơ và năm nay nó cũng có nhiều cái mặt mình thấy thời tiết nó không được thuận lợi cho lắm, là em có già bác lo trên cây này nhá, không có giấu gì hết, nhưng em pha với hàm lượng rất là nhẹ để cho nó nóng cái cành thôi. Thì
thì nó sẽ không ảnh hưởng đi đến cái cây trồng của mình, cái bông của mình nó vẫn dài ra ngoài này. Cái cành nào mà ví dụ nặng hơn chút thì nó sẽ ngắn cái bông này, còn những cái chùm đây là nhẹ nhàng thì nó vẫn ra mà nó vẫn dài vẫn mập. Và cái hai nữa là cây tơ thì cố gắng chúng ta tỉa bông cho nó kỹ. Thì cũng dưỡng trái thì cũng toàn bộ là những cái này thôi. Đây, amino. Cái này thì đạm của nó chỉ 0,76%. Thường thường những cái loại các bạn đang dùng thì phải là 3-4% thì nó hơi cao, lượng đạm cao thì không tốt. Con này là em đã dùng rất là nhiều thì thấy cái này thì nó có nhiều cái chất, nó bổ sung đa dạng lắm, nó cả về đại nó với ca trong vi lượng. Con này là combi này. Còn cái này là kali thái. Kali thái này thì chẳng hạn như cây này nó đang thấy chạy nhanh quá thì em sẽ cho phun. Nếu mà trái nó dài quá thì sẽ phun 2 hộp là khoảng 500 gram với 200 lít nước. Còn nếu mà trái mà nó đều đó, không có dài tròn đều mà mình thấy nó đi nhanh mà nó giật méo nhiều thì phun 1 hộp nha. Thì cái này là giá của cái công ty này nó đang niêm yết trên thị trường đang là 90.000 một hộp. Thì cô chú anh chị cái này là công nghệ nano và sử dụng này thì khi mà nó lên cơm bạn phun thì cơm nó sẽ lên rất là mạnh. Và nó hấp thụ tốt thì mình sử dụng ít, nếu nó khác với các loại kali khác. Em không dùng MKB, MKB phun ảnh hưởng đến cái lá già lắm. Nó hôm nay chúng ta không nhìn thấy đâu, nhưng 15 20 ngày sau thì sẽ thấy là cái lá già nó bị ảnh hưởng nặng. Nó cũng là kali, thậm chí là cái hàm lượng kali thấp hơn so với cái này. Nhưng mà mình cũng chả hiểu lý do vì sao mà phun MKB thì nó hại như vậy. Đây là quan điểm riêng nhá, còn mỗi người ai dùng ấy, còn có những loại nó rẻ hơn rất là nhiều thì mọi người có thể sử dụng, còn em thì thấy cái này thì mình làm nhiều rồi. Thấy nó hay. Là thực sự là ví dụ cái đọt các bạn phun 2 hộp này này cộng 1 gói combi này, cái đọt non á, chúng ta phun vào nó cũng đứng cái đọt luôn. Thì vừa rồi mấy anh mấy chị có xài để biết, và em dùng cái này là tạo mầm. Tạo mầm với cộng 10 60 10 và cộng 2 hộp này để em phun tạo mầm. Đó. Ở những cái vườn em làm là đa phần tạo mầm đều như vậy hết. Còn là cái chuyện mà giá cả thì người ta bán sao thì em cũng nói thế thôi. Chung là thuận mua thì vừa bán, ai có nhu cầu thì sử dụng, còn không thì các bạn có thể ra sử dụng 7544 hay là những cái dòng ở bên ngoài. Còn ở đây là cái này, thì cái chai này là thấm sâu loang trải, cái này hàng của Thái Lan. Các bạn phun nhện đỏ mà pha thêm cái này vào thì các bạn thấy khác biệt hoàn toàn, diệp sáp cũng thế, sâu dày cũng thế. Cái này nó sẽ giúp là tăng cái hiệu suất làm việc của cái thằng thuốc men của mình, nó sẽ thấm sâu hơn, loang trải hơn, bám lâu hơn. Đặc biệt là cái con nhện đỏ, các bạn pha thuốc nhện đỏ cùng cái này thì các bạn xử lý rất là tốt. Còn cái này thì là nó cũng là chi thì phun pha vào là điều hòa thôi. Ai hỏi thì nói. Còn tất cả những cái vườn mình làm thì nó cũng quanh quanh, và chăm sóc cũng vậy, dưỡng lá thì cũng loanh quanh mấy cái này thôi. Cần cung cấp cái gì, canxi thì cho canxi, magie thì cho magie vậy thôi, chứ phun cho nó có thôi. Phun cho nó có với mọi người, với anh em, với bạn bè. Còn trên thị trường nó có rất là nhiều loại, mỗi người có một cái cách làm khác nhau. Ở đây chúng ta cũng không, em cũng không đưa ra một cái quy trình cụ thể hay sao, cần bổ sung cái gì hay làm sao thì mình nhìn cái cây, mỗi nhà mỗi khác. Cái vườn này chẳng hạn như bây giờ lo là cái gì, giữ trái là ok này, chỉ có lo là sao cho quản lý cái đọt nó tốt, bởi vì nắng quá các bạn. Chúng ta mà làm mà không cẩn thận là rụng cái cây lá này là mệt luôn. Đây mu xương kinh này. Đây quay cả mu xương kinh cho cô chú anh chị xem. Năm nay rất là nhiều người làm mu xương kinh thì nó cũng đạt thôi. Em thấy chả làm gì thì nhiều khi nó cũng ra bông, không có gì mà đang khoe hết. Đấy. Đang sổ nha. Đó, nhìn bông là mọi người biết bác lo rồi đúng không ạ? Có già và cành không phun lên lá. Thì đối với cái mu xương kinh thì em pha nặng tay hơn. Đây mu xương kinh. Đó. Và trên Đắk Lắk đấy, mấy anh mấy chị vừa rồi làm thì xung quanh không ra mà. Em làm theo cách của em thì lại có. Còn mọi người muốn bình luận sao cũng được.
Giống như lần trước em nói cái câu chuyện mà mình bảo mình đốt cái đọt, bảo sao mày mày làm thế này kia hại. Vậy vậy mà cây vườn đốt đọt nó lại thu được trái vừa đẹp, cây nó cũng chả sao hết. Còn mỗi người có một cách làm, em cũng mong là chỉ nhận được sự góp ý. Còn em góp ý cho ai em cũng chỉ mong nhận được sự cảm ơn thôi. Tốt thì cảm ơn, còn còn cũng mong, em cũng chẳng xin ai cái gì hay là như nào. Thì có nhiều anh vào bình luận nó ấy lắm, các anh không làm được, các anh chả biết cái gì hết, thẳng luôn. Và cái đọt nó im ầm mấy bữa đăng lên thì em nói lên, em bảo đốt cái đọt cái vườn đó. Thế em làm sao em chia sẻ thật. Là cái vườn mà bảo cái cây tơ mà em làm sớm đó mà trái bự đó, đó. Giờ cây nó người ta đậu trái, cái trái cả ký rồi. Thì cái này thì em biết họ là ai, nói chung là mỗi người có một nói sao là quyền của họ. Nhưng mà đừng có xúc phạm nhau, mình không có lệ thuộc nhau về cái câu chuyện tiền bạc hay cái gì hết. Chúng ta không giúp được nhau thì thôi, xin anh chị đừng có xúc phạm em. Bảo đốt rồi bảo ý là nói là em là làm số riêng đốt hỏng cây rồi không biết được cơ bản. Chính vì vậy đó. Đây cây này nhỏ này. Cây này nhỏ thì cũng lấy được mấy quả. Nắng quá thôi, em kết thúc video ở đây thôi. Vậy là nắng quá thì cũng cố gắng đi quay, vừa đi làm vừa đi quay lên chia sẻ với mọi người.